Chiều ngày 17 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà các y bác sĩ và gia đình mắc Covid-19 trên địa bàn quận 8. Tại mỗi nơi đến, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao tận tay gia đình các y bác sĩ những phần quà gồm 10 triệu đồng và quà để động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn bệnh tật. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cảm ơn gia đình cũng như các y bác sĩ đã hết lòng cống hiến cho ngành y, tận lực chăm lo sức khỏe người dân trong tình hình dịch bệnh xảy ra như hiện nay. Sự hy sinh của các y bác sĩ chính là hình ảnh đẹp trong lòng người dân thành phố. Đồng chí mong các y bác sĩ và gia đình giữ gìn sức khỏe, cùng nhắc nhở người dân xung quanh thực hiện đúng công tác phòng chống dịch để cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Trong đợt dịch lần thứ tư xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhân viên y tế đã mắc COVID-19 trong quá trình làm việc. Nhằm động viên tinh thần, ghi nhận sự đóng góp và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đến thăm động viên và tặng quà cho 842 nhân viên y tế mắc COVID-19, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.